Nice day. Quý vị khán giả, chúng tôi là Đẹp 24/7, xu hướng thời trang và làm đẹp mới cho giới trẻ. Thưa quý vị, một thương tóc bỏ đôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Từ xa xưa thì mái tóc đã là tiêu chí để đánh giá một người con gái đẹp. Và thật không quá để nói rằng mái tóc chính là thứ vũ khí quyền lực của người phụ nữ Việt. Ngày nay thì các phương pháp làm đẹp cho mái tóc càng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên thì đó cũng chính là lý do khiến cho mái tóc của chúng ta bị yếu dần đi. Và làm sao để giải quyết được vấn đề này, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ chuyên gia của chương trình. Và ngày hôm nay, Đẹp 24/7 đã mời đến trường quay chuyên gia Đỗ Việt Hương đến từ Bio Cosmetics, là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chăm sóc tóc và da, sẽ tư vấn cho quý vị những kiến thức bổ ích về việc chăm sóc tóc và đặc biệt là phục hồi tóc hư tổn. Xin chào chị Hương. Xin chào Phương Thảo. Xin chào quý vị khán giả. Chị Hương thân mến, mái tóc đẹp thì chắc hẳn là cô nàng nào cũng thích. Và với sự hỗ trợ của các loại hóa chất thì ngày nay chúng ta có thể uốn cụp, này, uốn xoăn hay là nhuộm 2-3 màu trên cùng một mái tóc. Tuy nhiên thì những điều này vừa làm đẹp nhưng vừa có thể ảnh hưởng đến mái tóc của chúng ta. Cụ thể là tóc có thể bị khô, bị sơ rối hay là trẻ ngọn. Chị nghĩ sao về điều này ạ? MC nói rất là đúng. Vì sao? Bởi vì là với một cái tóc bình thường của chúng ta đang rất là đen, đang rất là mượt và đang rất là óng. Tuy nhiên là chúng ta muốn thay đổi những kiểu tóc, tạo kiểu để làm sao mà thay đổi cho chúng ta có cái phong cách đẹp hơn, làm cho chúng ta con người nó tươi mới hơn, thì sẽ phải trải qua những cái hóa chất. Những cái hóa chất đó sẽ làm cho những cái sợi tóc, phân tử tóc ấy, nó sẽ bị ảnh hưởng. Đối với một cái bộ tóc mà nếu như mà dập xù, ép uốn quá nhiều thì cái tóc của chúng ta sẽ không thể nào mà có thể phục hồi được lại giống như để cho nó khỏe mạnh giống như những cái thời điểm ban đầu. Dạ vâng, tuy nhiên đối với nhiều người khi mà có thời gian đi ra tiệm để có thể chăm sóc và làm đẹp cho mái tóc của mình, nhưng một vài người lại không có thời gian. Chị có thể gợi ý một vài những mẹo nhỏ hay những cách để giúp chúng ta chăm sóc tóc tại nhà hiệu quả không ạ? Đối với lại một người phụ nữ mà chúng ta biết rồi, những chị em mà chưa có gia đình thì vẫn còn rảnh rang. Tuy nhiên là đối với những chị em mà công việc quá bận hoặc là có gia đình rồi thì cái thời gian mà để cái việc mà đi ra ngoài tiệm dưỡng tóc, hấp tóc và chăm sóc tóc thì đấy là một cái thời gian nó rất là hẹp hòi. Vậy nên là đối với những chị em phụ nữ, nếu như muốn chăm sóc tóc thì ở nhà chúng ta có những cái cách chăm sóc tóc rất là đơn giản. Hiện nay ở trên thị trường thì đang phân phối cái dòng sản phẩm chăm sóc tóc Mother & Care. Thì cái dòng sản phẩm đó giúp cho chị em phụ nữ vừa có thể thư giãn ở nhà mà vừa có thể giúp cho cái tóc của chị em phụ nữ có thể khỏe lên được. Dạ vâng, tôi thấy là ngày xưa khi mà chúng ta chưa có nhiều loại mỹ phẩm hóa chất để làm đẹp cho tóc thì ông bà ta thường sử dụng những loại lá cây thảo mộc từ thiên nhiên, ví dụ như là lá hoa bưởi này hay là bồ kết chẳng hạn. Theo chị thì những loại thảo mộc này có thực sự hiệu quả được với mái tóc của mình không ạ? Chắc chắn là những cái đấy thì có thể giúp cho cái tóc của chúng ta ấy, có thể khỏe mạnh hơn, mọc nhanh hơn và dài hơn. Hiện nay ấy, những cái như là vỏ bưởi, hoa bưởi hay là những cái xả chanh, tất cả mọi thứ, thay vì cái việc mà chúng ta phải nấu giống như là trước đây ông bà ta đã làm, thì bây giờ ấy, cái khoa học kỹ thuật tiên tiến đã chuyển hóa những cái đó trở thành những cái chiết xuất, những cái tinh dầu để làm sao mà có thể ứng dụng được trong cái việc sản xuất ra những cái loại mà chăm sóc tóc tốt nhất. Rất cảm ơn những tư vấn đến từ chuyên gia Đỗ Việt Hương và cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình. Quý vị khán giả thân mến, chắc hẳn là với những gợi ý trong chương trình ngày hôm nay thì mỗi chúng ta đã biết cách để chăm sóc mái tóc của mình tại nhà một cách hiệu quả nhất. Và mỗi cô gái thì hãy luôn giữ gìn mái tóc thật là óng ả, mượt mà nhất có thể. Đừng quên hãy gửi ảnh về cho chúng tôi về hiệu quả và sự thay đổi sau khi chăm sóc mái tóc của bạn qua đường link dưới đây để nhận được những món quà vô cùng hấp dẫn. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Đẹp 24/7. Các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình theo địa chỉ đường link dưới đây đẹp247vtv@gmail.com để có cơ hội nhận được 5 phần quà là bộ dưỡng tóc hoa bưởi từ nhãn hàng Bio Comislic. Chúc các bạn may mắn!